Gia Lai là tỉnh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên. Khu vực biên giới của tỉnh có 49 thôn làng thuộc 7 xã, 3 huyện. Dân số 11.773 hộ với hơn 49.500 khẩu. Có 23 dân tộc anh em sinh sống, chủ yếu là dân tộc Gia Lai với gần 5.400 người, chiếm 45,85%. Có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và Tin lành với hơn 5.100 tín đồ, chiếm 10,4% dân số. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng và bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, tình hình biên giới vẫn còn những yếu tố phức tạp, khó lường. Mặc dù đời sống nhân dân trên khu vực biên giới đã từng bước được cải thiện, song so với mặt bằng chung trong tỉnh thì vẫn còn nhiều khó khăn. Phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Thời gian qua, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh triển khai thực hiện xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày một vững mạnh. Phân công đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới tới mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, các hiệp ước, hiệp định, quy chế biên giới và luật biên phòng Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh về mọi mặt, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia nó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Lực lượng vũ trang thì làm nòng cốt và trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ và giữ gìn biên giới quốc gia. Trong những năm qua thì thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên khu vực biên giới, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng điện, đường, trường trạm, công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn, khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các công trình phòng thủ trên biên giới. Hiệu quả của việc đầu tư cho biên giới đã phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để thực hiện cái hỗ trợ từ trung ương cũng như là từ ngân sách tỉnh để là hỗ trợ huy động lên đến 272 tỷ đồng, đấy là hỗ trợ cho 41 làng ở 6 xã và 3 huyện ở vùng biên giới trong xây dựng nông thôn mới. Thế thì riêng cái ngân sách tỉnh thì ngân sách trung ương là hỗ trợ 91 tỷ đồng, còn ngân sách tỉnh hỗ trợ là gần chục tỷ đồng. Cùng hướng về biên giới, vì một biên giới vững mạnh, đến nay đã có 25 cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh. Có 10 cơ quan đơn vị kết nghĩa với 8 đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện cơ động. 10 chi đoàn thuộc các cơ quan đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh kết nghĩa với 10 chi đoàn của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn kết nghĩa với Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Các địa phương, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình.
giai đoạn 2019-2024, xây dựng được 35 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên khu vực biên giới với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Trao tặng 64 con bò, 2.500 cây điều cho các hộ nghèo trên khu vực biên giới. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vận động góp sức thực hiện nhiều phần việc sinh kế cho nhân dân ở khu vực biên giới với tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 4,8 tỷ đồng. Hàng năm nhân dịp lễ Tết Ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các sở, ban ngành của tỉnh đều tổ chức đi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên khu vực biên giới. Thực hiện cái chương trình là phối hợp với biên phòng thì chúng tôi có những cái hoạt động cụ thể ở cái vùng biên giới để mà tập trung hỗ trợ phát triển các cái chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi giúp đỡ hội viên nghèo, thoát nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó thì có cái vận động các cái đơn vị cùng đồng hành với hội hỗ trợ cho phụ nữ nghèo ở cái tuyến biên giới như là xây dựng mái ấm tình thương, rồi hỗ trợ phương tiện sinh kế, bồn nước và khám sức khỏe cho chị em biên giới. Và trong cái thời gian đến thì thành phố cũng sẽ tăng cường hơn nữa những cái hoạt động hướng về biên giới bằng những cái chương trình, những cái kế hoạch cụ thể, có thể là chung tay huy động của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong các hoạt động vì biên giới và góp phần xây dựng biên giới bình yên, ổn định. Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với 3 huyện biên giới trong triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ thôn làng biên giới, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên và kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội ở khu vực biên giới gắn với xây dựng cấp ủy và các tổ chức đảng trên khu vực biên giới vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 11 đồng chí tham gia Hội đồng Nhân dân huyện xã biên giới, 7 đồng chí cán bộ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy 7 xã biên giới, 48 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn làng, 194 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 912 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách trên biên giới đã được bố trí hợp lý về số lượng, đảm bảo chất lượng, phát huy mạnh vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động nhân dân, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được thực hiện có hiệu quả. Vai trò của các tổ tự quản trong tuần tra, bảo vệ biên giới, địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự được thực hiện tốt. Đã thành lập 1 ban chỉ đạo cấp tỉnh, 3 ban chỉ đạo cấp huyện, 7 ban chỉ đạo cấp xã và 65 tổ tự quản với 430 thành viên, hoạt động có nề nếp hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới. Tôi vừa là già làng, vừa là thành viên bên mặt trận, cùng với kết hợp với đồn biên phòng tuần tra hàng năm, nói chung cả cái xã này không có gì xảy ra an toàn, nói về mục giới không tuyên truyền vận động nhân dân là không xâm phạm của đất bạn. Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới, những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo bằng các mô hình chương trình cụ thể thiết thực hiệu quả như mô hình trình diễn lúa nước, hướng dẫn giúp đỡ người dân trồng chăm sóc cây tiêu, điều, cà phê, nuôi heo nái sinh sản, cải tạo vườn tạp, trồng cây công nghiệp. Chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, mô hình bếp ăn tình thương, dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, lớp học hè, lớp học xóa mù chữ, duy trì 4 trạm quân dân y kết hợp tại địa bàn các xã Gia Tom, Gia Pút, Gia Mơ. Ngoài ra, quân y 8 đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện cơ động thường xuyên tham gia điều trị, khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên khu vực biên giới, qua đó góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chung tay cùng gia đình, nhà trường hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường với tổng số tiền do cán bộ chiến sĩ đóng góp gần 3 tỷ 300 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hệ Thanh đã phát huy được cái sức mạnh của toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trên khu vực biên giới, đảm bảo cho bà con ổn định đời sống, an tâm gắn bó
với biên giới và cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Trong cái thời gian đến ý, thì để xây dựng tốt cái nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ý, thì cũng đề nghị thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh các đồng chí là chỉ đạo cho các huyện phía sau tạo điều kiện giúp đỡ cho huyện Đức Cơ và các đồn biên phòng để làm sao xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hơn. Mặc dù là tỉnh biên giới nghèo, ngân sách còn hạn hẹp, tuy nhiên cấp ủy chính quyền địa phương các cấp vẫn ưu tiên đầu tư hỗ trợ các nguồn kinh phí địa phương nhằm xây dựng quản lý bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng, xây dựng sửa chữa doanh trại, duy tu bảo dưỡng trang bị phương tiện kỹ thuật và các công trình bảo vệ biên giới, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến chiến lược trên địa bàn Tây Nguyên, chỉ đạo các đồn biên phòng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, xã, diễn tập phòng thủ dân sự, diễn tập chiến thuật bảo vệ đồn biên phòng, đã nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, xử lý, ứng phó các tình huống về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để thực hiện cái vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới, thì bộ đội biên phòng cần phải tập trung thực hiện tốt một số các cái nội dung. Thứ nhất là tập trung xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, kỹ chiến thuật, đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Tham mưu phối hợp xây dựng cái nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân nằm trong cái thế trận quốc phòng toàn dân và cái nền quốc phòng toàn dân gắn với cái nền an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Thứ hai là tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia, triển khai bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài nguyên môi trường và bảo đảm cái việc thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Thứ ba là sẽ ưu tiên tập trung các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại ở khu vực biên giới. Thứ tư là xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, biên giới, phòng thủ dân sự, phòng chống ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới. Và cuối cùng là cần đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế về quân sự, quốc phòng, biên phòng, đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện ngày biên phòng toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sở ban ngành, các lực lượng tập trung hướng về biên giới, chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự, quốc phòng, biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Qua đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, quốc giới, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân bên biên giới giao lưu, giao thương, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.